Ba thiếu niên chuốc rượu nữ sinh 14 tuổi rồi làm chuyện người lớn. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố ba thiếu niên ngụ huyện Thọ Xuân chuốc rượu nữ sinh 14 tuổi uống say rồi đưa vào nhà văn hóa hiếp dâm, quay clip. Chiều mùng 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Xuân Nhật Anh, Lê Viết Văn cùng 15 tuổi và Hồ Tuấn Phi, 16 tuổi, đều ngụ huyện Thọ Xuân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 26 tháng 1, Đào Xuân Nhật Anh, Lê Viết Văn rủ nữ sinh tên H, 14 tuổi, ngụ ở huyện Thọ Xuân, đến nhà Hồ Tuấn Phi để chơi và ăn uống. Ngay tại nhà Phi, ba thiếu niên nêu trên đã bàn nhau chuốc rượu cho H say xỉn. Đến khi H say gục, các thiếu niên này đã đưa H đến nhà văn hóa thôn ở Xuân Hòa rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H. Không những vậy, những thiếu niên này còn sử dụng điện thoại để quay lại clip. Nhận được thông tin, Công an huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc.